Hello, chào cả em nha. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube chuyên về hàng nội địa và ẩm thực bãi của Nhật Auto. Trong video hôm nay, Nhật sẽ mang đến cho anh em mà bộ mixer đến từ thương hiệu nồi của Mỹ nha anh em, là California. Và dòng này dòng phải nói là vô cùng nổi tiếng, nhưng mà P288 dòng này là vua ở phân khúc giá bình dân anh em à. Dòng này được từ trước nay anh em ưa chuộng rất là nhiều vì chất âm nghe và nó rất là hay, và vang nhạc của nó được phù hợp với thị hiếu người Việt Nam nó rất là nhiều anh em à. Đây là hàng mình vừa về nha anh em, hình thức cũng còn rất là mới, rất là đẹp anh em à. Cái này nó sẽ có màu đen nha anh em. Đây mặt trước dòng sản phẩm này thì nó sẽ trang bị ra nó rất là đầy đủ ngọt nút tính năng cho anh em. Đây thực hiện mà có nút nguồn anh em, và bên đây là phần để điều chỉnh về eco ở độ quanh nhà anh em. Đây volume, bass, treble, repeat và delay nha anh em. Còn phía trên là cũng tép, là cổng nếu mà để tín hiệu nghe nhạc cho anh em. Còn bên đây là mic control nha anh em, control thì anh em sẽ điều chỉnh về được echo, bass, mid và treble nha mà. Còn phía dưới là music control, là anh em sẽ điều chỉnh được volume, bass, mid, treble là cái để điều chỉnh về phần nghe nhạc nha anh em. Và phần nghe nhạc của này tính ra vẫn rất là hay nha mà. Anh em nào mà đang chơi đẩy, anh em nên mua thêm cái mixer để mà anh em phải mà nghe nhạc chỉnh được bass mid treble thì nó sẽ chuẩn hơn, nghe sẽ hay hơn rất là nhiều. Đặc biệt thì dòng này anh em hát karaoke cũng được luôn nha anh em. Mình thấy là đầu tư cái này nó rất là xứng đáng đấy mà. Còn bên đây là phần, đây là phần volume và micro nha anh em. Đây micro 1, 2, 3 và 4 anh em. Còn phía dưới nó sẽ có 4 cái lỗ cắm micro. Đây mà anh em cùng xem qua về mặt sau dòng sản phẩm này. Đây mặt sau dòng sản phẩm này thì anh em sẽ đến với tem dòng sản phẩm này trước cho anh em. Đây California model là P288, là điện là 220V, công suất là 10W. Con này là dòng mà nó sẽ được thiết kế bởi Mỹ anh em. Còn bên đây là cái cổng để mà anh em biết tín hiệu nghe nhạc anh em. Đây input để nghe nhạc, output này nó sẽ có rất là nhiều cổng để mà anh em mà kết nối thêm với các thiết bị khác của anh em. Còn về nội thất ở bên trong thì con này nó sẽ trang bị chúng ta con chip giải mã IC50195 anh em. Đây là con chip phải nói là được sử dụng trên rất là nhiều dòng sản phẩm từ trước đến tận bây giờ thì nó vẫn phải nói là huyền thoại, nhưng mà chất âm của nó nghe phải nói rất là hay. Mà con này sẽ bo mạch là NS anh em. Đây bo mạch là phải nói là được, phải nói là được rất nhiều anh em đánh giá rất là cao, và giá mình để lại cho anh em rất là tốt anh em. Mà anh em muốn mua thì mà liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại hoặc Zalo để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt nhất. Ok, thôi cả nhân nha, cả nhân mình video sau. Anh em thể vào trang facebook.com/nhật auto để tìm thêm và nhiều sản phẩm mới nhất nhé.